Hoan hỷ chào đón quý cô bác, anh chị đã đến với kênh Minh Đường Tử Vi. Lời đầu tiên, thay mặt cho những người làm chương trình, xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý cô bác, anh chị sức khỏe, hạnh phúc, bình an, vạn sự an khang, tấn tài, tấn lộc, giàu có và thành công thật nhiều trong cuộc sống của mình. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông để đón xem được những video mới nhất mà ban biên tập chương trình đăng tải, cũng như là thấy nội dung hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi chân thành cảm ơn quý cô bác, anh chị. Trong nội dung video ngày hôm nay mà ban biên tập chương trình gửi tới quý cô bác, anh chị, đó chính là nội dung như sau. Tiên tri chấn động chính xác 100%, tuổi Mậu Ngọ sinh năm 1978, từ nay tới Tết 2024 âm lịch, lén làm điều này, được thần Phật bảo vệ, vượt qua kiếp nạn, tránh họa đắc phúc, may mắn liên tiếp kéo về, tiền bạc ùn ùn kéo đến, đổi đời lên một tầm cao mới, giàu sang hết phần thiên hạ. Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi tử vi cuối năm của 12 con giáp trên kênh Minh Đường Tử Vi. Kính chúc quý vị luôn mạnh khỏe, gặp nhiều may mắn và thành công trong cuộc sống. Quý vị thân mến, cuộc đời là chuỗi những ngày biến động xoay vần và có những điều chúng ta không thể biết trước. Có những người hôm nay gặp vô vàn trắc trở, làm gì cũng lụi bại không thành, họ chỉ biết ngẩng mặt lên trời mà khóc than cho số phận nghiệt ngã, long đong lận đận của mình. Nhưng quý vị đừng quá lo lắng, bởi theo các thầy tử vi chiêm tinh học, có những con giáp khổ trước sướng sau, hôm nay gặp nhiều vất vả, thăng trầm, nhưng tới giai đoạn nhất định sẽ gặp thời thoát khổ, đổi vận giàu có, được trời ban cho nhiều may mắn và phước lành. Chính vì vậy, việc biết được số mệnh của mình là vô cùng quan trọng. Trong chương trình ngày hôm nay, kênh Minh Đường Tử Vi sẽ chia sẻ về vận trình tử vi người tuổi Mậu Ngọ sinh năm 1978, giai đoạn tử vi cuối năm 2023. Đồng thời ban biên tập chương trình cũng sẽ chia sẻ thật chi tiết về công danh sự nghiệp, tài lộc, tình duyên gia đạo và sức khỏe để quý vị hiểu và nắm rõ được vận số của mình trong thời gian tới. Từ đó quý vị có thể chuẩn bị cho mình những kế hoạch đón lành tránh dữ, gia tăng may mắn trong cuộc sống của mình. Nếu quý vị và anh chị có băn khoăn hay thắc mắc về vận trình của mình thì hãy để lại những thông tin xuống phía dưới phần bình luận để ban biên tập chương trình luận giải chi tiết trong thời gian sớm nhất. Còn bây giờ là nội dung chi tiết của video ngày hôm nay. Tiên tri chấn động chính xác 100%, tuổi Mậu Ngọ sinh năm 1978, từ nay tới Tết 2024 âm lịch, lén làm điều này, được thần Phật bảo vệ, vượt qua kiếp nạn, tránh họa đắc phúc, may mắn liên tiếp kéo về, tiền bạc ùn ùn kéo đến, đổi đời lên một tầm cao mới. Kính thưa quý vị, trời sinh tuổi Mậu Ngọ là những người có ý chí vững mạnh, có nghị lực kiên cường, không bao giờ khuất phục trước số phận được an bài. Tuổi Mậu Ngọ dù không được sinh ra trong gia đình giàu sang, sung túc, nhưng họ toàn có khả năng tạo dựng cuộc sống viên mãn cho mình từ hai bàn tay trắng. Tử vi có nói, cuộc đời của tuổi Mậu Ngọ đến trễ hơn những người khác, không phải vì họ không giỏi giang, mà vì họ là những người thích tự do, nên thời niên thiếu vẫn không chịu dừng chân ổn định. Nếu bạn tuổi Mậu Ngọ và năm 30 tuổi vẫn chưa có gì vững vàng trong tay, thì cũng không cần lo sợ, từ 40 tuổi trở đi, cuộc sống tuổi Mậu Ngọ như bước sang trang mới. Đây là thời điểm hoàng kim nhất của bạn, bạn không những được gặp nhiều may mắn, thuận buồm xuôi gió trong sự nghiệp mà có khả năng làm giàu ở giai đoạn này. Sau 50 tuổi, việc tận hưởng cuộc sống vinh hoa phú quý chỉ trong tầm tay, thời trẻ Mậu Ngọ thích sự thay đổi trong cuộc sống, đó là lý do tại sao họ không bao giờ chịu đứng yên một chỗ. Mậu Ngọ năng động, nhiệt tình với công việc và sẵn sàng giúp đỡ mọi người xung quanh, họ có thể để một mình đảm nhận nhiều công việc mà không hề mệt mỏi. Người sinh năm Ngọ giỏi trong giao tiếp và được nhiều người yêu quý, kính trọng, họ có óc thẩm mỹ cao, luôn biết cách phối hợp những bộ trang phục của mình sao cho sành điệu đẹp mắt và hợp mốt nhất. Tuổi Mậu Ngọ cả thèm chóng chán, luôn bị thu hút bởi những thứ mới lạ, bởi vậy cuộc sống của họ thay đổi chỉ trong chớp mắt. Trong công việc, họ rất năng động và nhiệt tình, tuổi Mậu Ngọ có thể đảm nhận nhiều công việc, nhiều vị trí khác nhau và năng suất lao động gấp nhiều lần người khác. Nhưng họ thường làm việc theo trực giác và hứng thú, khi công việc ấy khiến tuổi Mậu Ngọ cảm thấy nhàm chán, họ sẽ thay đổi và đi theo một luồng gió mới mẻ hơn. Cũng bởi sự thay đổi này mà đôi khi tuổi Mậu Ngọ bỏ lỡ đi những cơ hội, vận may cho chính mình. Nhưng dù sao đó cũng là bản chất không thể thay đổi được của tuổi Mậu Ngọ, họ không ngừng vận động, khám phá và thể hiện sự đam mê của mình trong mọi lĩnh vực.
Phụ nữ tuổi Mậu Ngọ năng động, tài giỏi và rất đảm đang. Họ có thể vừa làm tốt vai trò của một người phụ nữ nội trợ, vừa tham gia xây dựng kinh tế gia đình, là cánh tay phải đắc lực cho công việc của chồng. Còn đàn ông tuổi Mậu Ngọ khi kết hôn hết mực chăm lo cho vợ con, xây dựng cuộc sống hôn nhân hạnh phúc, vợ chồng thủy chung, yêu thương nhau. Trải qua chặng đường khó khăn vất vả, nhưng Mậu Ngọ vẫn là con giáp lạc quan, tích cực. Họ luôn sẵn sàng đương đầu với mọi khó khăn, nỗ lực giải quyết triệt để những rắc rối đang gặp phải. Dù gặp khó khăn cũng không bỏ cuộc, chính vì vậy mà càng về sau họ càng nhận được nhiều phước lành trời ban, đúng là ở hiền gặp lành. Bước sang trung vận được sự giúp đỡ của những quý nhân, họ sẽ nhận được những cơ hội lớn trong sự nghiệp, dù khó khăn cũng dễ dàng vượt qua và nắm chắc cơ hội làm giàu của mình. Xem tử vi năm Quý Mão 2023 cũng là một năm khá khó khăn, bản mệnh phải đối diện với nhiều điều không như ý muốn trong cuộc sống, cũng như trong công việc, do bị chi phối bởi cục diện phá thái tuế 2023 này. Tuy nhiên, trong cái khó ló cái khôn, thử thách và gian nan lại vô tình kích khởi ý chí chiến đấu sục sôi bên trong bạn. Cứ như vậy, dù vận niên vốn không ủng hộ, nhưng bằng chính sự nỗ lực của mình, con giáp này lại cho thấy bước đột phá bất ngờ, thực sự chiến thắng những gì số phận đã an bài và làm chủ cuộc đời của mình. Một vài bất lợi về tài chính từ đầu năm vẫn tiếp tục kéo dài, cho tới cuối năm 2023 này, công việc cũng có nhiều điều không như ý muốn, do hung vận chi phối. Song tuổi Mậu Ngọ vốn không phải là người dễ dàng đầu hàng số phận, bạn bỏ ra nỗ lực gấp đôi, thậm chí gấp 3, gấp 4, nên sẽ có sự phát triển mạnh mẽ hơn, kiếm được nhiều tiền hơn. Tử vi dự báo rằng, đúng cuối năm 2023 âm lịch này, công việc của tuổi Mậu Ngọ có xu hướng tốt dần lên. Công sức và thời gian mà con giáp này bỏ ra để hoàn thành công việc sẽ được đền đáp xứng đáng. Thông qua đó, bạn có thể kiếm được nhiều tiền và cũng để dành được khoản kha khá, nên cuộc sống khá thoải mái, không phải lo lắng nhiều. Đặc biệt, vận may về tài lộc của những người cầm tinh ngựa đến từ chính tham vọng mạnh mẽ của bản mệnh. Dù là đàn ông hay phụ nữ, thì con giáp này đều rất tài giỏi, xuất sắc và có chí tiến thủ trong công việc. Trong nghịch cảnh lại tìm ra bước đột phá, người này nhờ vậy càng được mọi người xung quanh tín nhiệm và tôn trọng. Tưởng chừng như khó khăn khiến bạn lùi bước, thì tuổi Mậu Ngọ lại có bước phát triển vượt bậc trong sự nghiệp, kiếm tiền dồi dào, ngày một giàu có, tài phú hơn người, giúp gia đình có cuộc sống sung túc đủ đầy. Đầu tiên, xét tổng quan tử vi cuối 2023, tuổi Mậu Ngọ sinh năm 1978. Tử vi tuổi Mậu Ngọ trong thời điểm cận Tết Nguyên đán này được dự đoán sẽ là thời gian tuyệt vời, có sự tiến triển tốt đẹp trên tất cả các phương diện cuộc sống, như sự nghiệp, công danh, tình yêu gia đình và các hoạt động xã hội. Người tuổi Mậu Ngọ có thể thu về lợi nhuận tốt từ các khoản đầu tư tài chính. Nhìn chung, cuộc sống tuổi Mậu Ngọ thời điểm cuối năm 2023 âm lịch này có thể tiến bộ tuyệt vời mà không gặp phải bất kỳ rào cản đáng kể nào. Tuổi Mậu Ngọ có thể mong đợi những vận may đến bất ngờ, trong gia đạo liên tục đón nhận nhiều tin vui. Cuối năm nay, cuộc sống gia đình của tuổi Mậu Ngọ rất hòa thuận, sẽ có những cuộc gặp gỡ vui vẻ và những lễ kỷ niệm. Tuy nhiên, vận niên năm Quý Mão 2023 của tuổi Mậu Ngọ là Long Đắc Vũ, tức là rồng làm mưa cho thiên hạ, báo hiệu một năm chuyên đi lo lắng việc cho người khác. Để gặp được nhiều điều may mắn trong năm nay, tốt nhất bạn nên thực hiện mọi việc và thời gian này sẽ suôn sẻ và thuận lợi hơn. Tử vi năm 2023 kêu gọi người tuổi Mậu Ngọ hãy tận dụng mọi cơ hội đến với cuộc đời của mình, luôn tiếp cận cuộc sống bằng thái độ tích cực và sẵn sàng hành động. May mắn sẽ đứng về phía bạn, liên quan đến vấn đề tiền bạc vượng và sức khỏe tốt, bạn sẽ tìm được cách kiếm tiền mới, thay vì chỉ dựa vào thu nhập có được từ sự nghiệp của mình. Trong năm nay, bạn sẽ làm nhiều việc tốt cho những người khác, lan tỏa lòng tốt ở mọi nơi. Giúp đỡ người khó khăn là cách bạn chia sẻ phước báu của mình cho người khác, và qua đó theo luật nhân quả bạn sẽ nhận được nguồn phước báu dồi dào tương tự vậy. Về phương diện công danh, sự nghiệp. Xem tử vi sự nghiệp, thời điểm cuối năm 2023 âm lịch của tuổi Mậu Ngọ, đây là thời điểm mà con giáp này có nhiều bứt phá trong công việc của mình. Tỷ thiên chiếu mệnh, con giáp này càng chủ động tìm kiếm cơ hội để khẳng định mình, thì càng được cấp trên đánh giá cao, bản mệnh đủ tự tin vào năng lực của mình. Thành công nối tiếp nhau chính là minh chứng rõ rệt nhất cho chuyện này. Hai cát tinh tử vi và giải thần cùng xuất hiện trong thời điểm cuối năm này, báo hiệu những may mắn sẽ đến với bản mệnh, những chú ngựa sẽ được cấp trên ưu ái trọng dụng mà trao cho thêm trọng trách. Trong thời điểm cuối năm, sẽ có nhiều việc phải đẩy nhanh để kịp tiến độ, bản mệnh cần phải tỉnh táo và sáng suốt để không mắc sai lầm, muốn làm nhanh thì cách tốt nhất là làm bình tĩnh. Công sức đi sửa sai còn lâu gấp nhiều lần đó, việc gì mình có thể tự làm thì tốt nhất chớ nên nhờ vào người khác, ai cũng có việc của mình,
nể nang nhau thì làm nhưng chẳng vui vẻ gì đâu. Tốt nhất hãy có trách nhiệm với nhiệm vụ được giao, đừng chơi trò đá bóng sang sân của người khác. Nhờ tinh thần trách nhiệm cao, con giáp này có thể trở thành cánh tay đắc lực của cấp trên đấy. Về phương diện tài lộc, xem tử vi tuổi Mậu Ngọ cuối năm 2023 âm lịch, đường tài lộc của con giáp này đang cực kỳ khởi sắc, điềm báo cho thấy tài lộc phát mạnh về thứ tài, chủ về nguồn thu phụ và tài lộc bất ngờ. Sự may mắn sẽ mang về cho con giáp này nguồn thu khác lớn, bản mệnh được chỉ lối dẫn đường cho tìm thấy lối đi phù hợp nhất với mình trong thời điểm này. Đặc biệt, chuyện làm ăn kinh doanh của những chú ngựa sẽ khá suôn sẻ và thuận lợi, cuối năm hàng hóa bán chạy như tôm tươi. Dường như chẳng còn chút hàng tồn nào trong kho, vì hàng về đến đâu là khách dục phát hàng tới đó, con giáp này hơn người ở chỗ nắm bắt được thị hiếu thị trường. Cũng đón được đúng thời cơ, nên bên cạnh may mắn là thực lực chẳng ai vượt qua được, tiền cũng vì thế mà về đầy túi. Nguyệt lệnh nằm ở đất Lâm Quan, tuổi Mậu Ngọ chẳng ngại nhặt nhạnh từng đồng tiền lẻ, cần mẫn chăm chỉ dù làm bất cứ việc gì, thành công chẳng thể nào chối từ được, những người có nghị lực lớn lao. Ở góc của lục bạch phi tinh thời điểm cận Tết Nguyên đán này, mệnh chủ có thể đặt thêm vật phẩm phong thủy, bằng thạch anh vàng, thạch anh mắt hổ, hay chậu tụ bảo, cây dung tiền để giúp tài lộc thêm phần vượng phát. Về phương diện sức khỏe, khỏe là điều mà ai cũng quan tâm khi xem tử vi vận mệnh của mình. Sức khỏe của những người tuổi Mậu Ngọ năm 2023 có liên quan mật thiết đến công việc. Khi công việc quá nhiều, bạn cần điều chỉnh lại sao cho phù hợp để tránh hao tổn sức khỏe. Vào thời điểm cuối năm 2023 này, người tuổi Mậu Ngọ sẽ phải chăm sóc bản thân thật tốt và đặc biệt là sức khỏe tâm trí và tim mạch. Bạn nên giữ tê tâm thái bình tĩnh và tham gia các hoạt động có lợi cho thể chất của bạn. Ngoài ra hãy thực hiện chế độ ăn uống lành mạnh, ngủ đủ giấc và kết hợp các bài tập vào thói quen hàng ngày của bạn. Bằng cách này, bạn sẽ kiểm soát tốt sức khỏe của mình và gia đình. Bên cạnh đó, người tuổi Mậu Ngọ cần chú ý khi tham gia giao thông trên đường để tránh các tai nạn bất ngờ. Đặc biệt đối với các ngành nghề liên quan đến xây dựng hóa chất, cần chú ý an toàn trong quá trình làm việc. Về phương diện tình cảm, gia đạo, xem vận trình tình duyên tuổi Mậu Ngọ tháng cuối năm Quý Mão, bản mệnh có được hạnh phúc mà nhiều người mơ ước, gia đình hòa thuận ấm êm, vợ chồng thấu hiểu và thông cảm cho nhau, con cái ngoan ngoãn thông minh, tuy nhiên chẳng phải tự nhiên mà có được hạnh phúc lớn tới vậy đâu. Con giáp này cũng phải đi qua bao nhiêu giông gió, kiên trì giữ vững tình yêu của mình thì mới có thể có được tổ ấm bao người mơ ước. Bạn hiểu rằng, những mâu thuẫn, những xung đột trong cuộc sống là điều chẳng thể tránh khỏi. Tuổi Mậu Ngọ chấp nhận điểm thiếu sót của đối phương, nhìn vào mặt tốt của nhau để sống. Một số cặp đôi tháng này sẽ đón thêm tin vui về con cái sau bao tháng ngày ngóng trông. Hãy chuẩn bị tinh thần để chào thiên thần nhỏ đến với thế giới này. Và bây giờ là vận trình chi tiết của tuổi Mậu Ngọ, sinh năm 1978, theo vận trình chi tiết từng tháng như sau. 1. Tử vi tuổi Mậu Ngọ, từ nay tới cuối tháng 11 âm lịch. Xem tử vi tháng 11 âm lịch của 12 con giáp nhận thấy, phương diện sự nghiệp của tuổi Mậu Ngọ tràn đầy cảm hứng, bạn thao hồ sáng tạo, thử nghiệm và áp dụng chúng vào công việc. Điều đáng mừng là nhiều giải pháp được tối ưu, có thể sử dụng thời gian này, người tuổi Mậu Ngọ cũng được đồng nghiệp lắng nghe và cấp trên đánh giá cao. Khi được khen ngợi bạn càng làm việc hăng say hơn, vì vậy nếu may mắn được làm cùng những người không tiết kiệm lời khen, anh chị sẽ làm việc hết sức hiệu quả, hãy tận dụng tháng này để hoàn thành thật nhiều việc, đây cũng là tháng anh chị nên khéo léo trong ứng xử. Đừng vì chút thành tích mà tự kiêu, hoặc vì bận quá mà quên việc quan sát, quên đặt mình vào hoàn cảnh của người khác để hiểu hơn về họ quý anh chị nhé. Tử vi tài lộc tháng 11 của tuổi Mậu Ngọ cho thấy, đây là thời điểm tốt để mở rộng kinh doanh sang những hướng mới, ai muốn khởi nghiệp thì lúc này phù hợp cho những bước đi đầu tiên của mình. Nhờ có tam hội khuyến khích mà việc hợp tác làm ăn cũng sẽ thuận lợi hơn, hoặc bản mệnh may mắn được những đối tác hỗ trợ, đôi bên cùng có lợi, giúp gia tăng doanh thu nhanh chóng. Thời gian này, khuyên người tuổi Mậu Ngọ nên tiếp tục hoàn thiện những gì bạn đang làm, nhưng hãy dành thời gian để làm nhiều việc hơn. Nền móng gây dựng lúc này hứa hẹn mang lại thành quả tốt đẹp trong tương lai, vì vậy, đừng để thời gian trôi qua một cách lãng phí. Đây là thời điểm tuyệt vời để những người độc thân thực hiện bước nhảy dũng cảm vào những vùng đất xa lạ. Hãy để con tim dẫn dắt anh chị trong lúc này, đừng quá lý trí mà so sánh thiệt hơn, điều tuyệt vời đang chờ đón anh chị phía trước. Người đã có gia đình được bạn đời hết sức hỗ trợ, nếu có băn khoăn trong bất cứ lĩnh vực gì, hãy chia sẻ để có được lời khuyên hữu ích quý anh chị nhé. Quý nhân, Sửu, Dần, tiểu nhân, Tỵ, Mão, màu sắc cát tường, đen, đỏ, con số may mắn, 34, 09, 55. 2.
Tử vi tuổi Mậu Ngọ tháng 12 âm lịch. Xem tử vi tuổi Mậu Ngọ 2023, trong tháng cuối cùng của năm Quý Mão, công việc tuổi Mậu Ngọ tiến hành thuận lợi, nhiều cơ hội khẳng định tài năng, được cấp trên trọng dụng. Tháng này, Mậu Ngọ lại càng thêm may mắn nhờ sự ảnh hưởng tích cực từ các tinh tử vi, miễn là bạn tin vào năng lực của bản thân thì không có gì có thể quật ngã được bạn. Bằng cách học hỏi không ngừng để nâng tầm giá trị mình lên, bạn ngày càng tiến bộ hơn trong công việc và được nhiều người hỗ trợ. Tháng cuối năm tốt cho những việc như ký kết hợp đồng, hợp tác làm ăn, tuyển nhân viên mới hoặc sửa sang cửa hàng. Nếu làm tự do thì bạn sẽ được một quý nhân chỉ đường dẫn lối vào lúc bế tắc nhất. Xem tử vi hàng tháng, tháng này thứ tài khởi sắc mạnh, tuổi Mậu Ngọ gặp nhiều may mắn về tiền bạc. Đây là cơ hội tốt cho đầu tư kinh doanh, nắm được xu thế và thị hiếu của thị trường, đảm bảo bản mệnh sẽ thu tiền đầy túi trong tháng này. Tình cảm vợ chồng hài hòa, gia đạo yên ổn, một vài mâu thuẫn giữa cha mẹ và con cái sớm được khắc phục, một vài cặp đôi đón tin vui về chuyện con cái. Sức khỏe tốt, duy trì thói quen ăn uống khoa học và luyện tập thể thao sẽ đẩy lùi nguy cơ bệnh tật, chú ý đi lại dịp này đông đúc, đề phòng tai nạn bất ngờ hoặc bị cướp giật tiền của tài sản. Quý nhân, Mùi, Thân, tiểu nhân, Dậu, Tỵ, màu sắc cát tường, xanh, nâu, con số may mắn, 23, 01, 11. Thưa quý anh chị tuổi Mậu Ngọ 1978 thân mến, cũng đã sắp bước qua năm mới 2024 rồi. Và để có một năm mới thuận lợi, may mắn, quý anh chị cần chọn cho mình người hợp tuổi đến xông đất lấy may đầu năm. Người đến thăm nhà đầu tiên vào ngày mùng 1 Tết được gọi là người đến xông nhà đầu năm mới. Theo triết học Đông Phương, nếu người đến xông nhà đó tốt thì sẽ giúp tăng tài khí, may mắn cho gia chủ, đã vượng thịnh thì càng giúp gia chủ thêm vượng thịnh hơn. Vì thế theo ông cha ta, khi chọn tuổi xông nhà, xông đất đầu năm, gia chủ tuổi Mậu Ngọ nên chọn người có ngũ hành, thiên can, địa chi, tương sinh với tuổi Mậu Ngọ. Đồng thời, ngũ hành, thiên can, địa chi của năm 2024 cũng cần tương sinh với người đến xông nhà. Ngoài ra, người được chọn để xông đất đầu năm 2024 phải đáp ứng các tiêu chí, có đạo đức đường hoàng, tính tình vui vẻ, rộng rãi, nhiệt tình, mạnh khỏe, hạnh phúc, thành đạt, đang ăn nên làm ra thì càng tốt. Chủ nhà tuổi Mậu Ngọ nên tránh mời những người đang có tang đến xông nhà. Nếu gia chủ có tang thì nên kiêng không đến mừng tuổi cho các gia đình khác trước sáng mùng 1, để tránh cho gia đình người đó không bị xui xẻo. Cũng như vậy, phụ nữ có thai thường kiêng không đi đâu trong những ngày đầu năm mới, vì tục ngữ có câu, sinh giữ tử lành. Nếu các tuổi xông nhà tốt cho gia chủ đầu năm 2024, tại nơi gia chủ sinh sống, không có hoặc có nhưng không thể đến xông nhà được, gia chủ có thể tìm những người có tuổi tam hợp hoặc lục hợp với tuổi với gia chủ. Các tuổi xông đất tốt với người tuổi Mậu Ngọ trong năm Giáp Thìn 2024 là Kỷ Hợi 1959, Khá, Canh Dần 1950, Khá, Mậu Thân 1968, Khá, Kỷ Dậu 1969, Khá, Canh Thân 1980, Khá, Kỷ Tỵ 1989, Khá, Tân Mùi 1991, Khá, Mậu Dần 1998, Khá, Đinh Hợi 1947, Khá, Bính Tuất 1946, Khá. Các tuổi xông đất xấu với người tuổi Mậu Ngọ trong năm Giáp Thìn 2024 là Giáp Thìn 1964, xấu, Mậu Ngọ 1978, xấu, Đinh Mão 1987, xấu, Đinh Mùi 1967, xấu, Nhâm Dần 1962, xấu, Ất Mùi 1955, xấu, Giáp Thân 1944, xấu, Giáp Dần 1974, xấu, Nhâm Thân 1992, xấu, Ất Dậu 1945, xấu. Bản mệnh nên chọn ngày mùng 1 Tết, tốt nhất là giờ Tý, 23 giờ đến 1 giờ sáng, để xông đất đầu năm. Như đã biết, tục xông đất, xông nhà được người Việt rất coi trọng trong dịp đầu xuân năm mới. Về việc chọn ngày giờ xông đất, theo ý kiến nhiều chuyên gia, nên chọn là ngày mùng 1 Tết, tốt nhất chính là giờ Tý lúc giao thừa đón năm mới. Lý do là bởi quan niệm xưa cho rằng, thời điểm chuyển giao giữa năm cũ và năm mới sẽ chiêu nạp được sinh khí tốt nhất cho cả năm. Nếu mọi việc suôn sẻ, may mắn trong ngày đầu tiên của năm mới thì cả năm sẽ thuận lợi, tốt lành. Theo lịch vạn niên 2024, ngày mùng 1 Tết năm Giáp Thìn là ngày Giáp Thìn, tháng Bính Dần, năm Giáp Thìn. Tuy nhiên, nếu bản mệnh không lựa chọn được tuổi hợp để xông đất, xông nhà thì cũng không nên lo lắng thái quá, bởi Tết là ngày đại hỷ của cả đất nước, dân tộc. Bản thân mỗi người nên hòa nhập vào niềm vui chung của đất trời, của dân tộc,
không nên lo lắng thái quá hay kiêng kỵ quá đà mà làm mất giá trị truyền thống, đặc biệt là việc đi lễ chùa cầu bình an hay sông đất, sông nhà. Hơn thế, mùng 1 Tết là ngày cát, xuất hành để cầu tài lộc, may mắn, đi sông đất là nét đẹp văn hóa lâu nay của người dân Việt. Với mong muốn có một năm mới làm ăn phát đạt và gặp nhiều niềm vui, cát lành như ý. Thêm nữa, một ngày có nhiều giờ tốt, giờ xấu. Sau giao thừa Giáp Thìn là ngày mùng 1 Tết có 6 khung giờ hoàng đạo, mọi người theo đó mà chọn giờ xuất hành hay đi sông đất cho phù hợp. Các tuổi không kỵ, không hợp với giờ xuất hành, vẫn có thể xuất hành, không nhất thiết phải đợi đến giờ hợp tuổi mới xuất hành, kẻo lỡ mất việc quan trọng hay việc vui mừng. Khung giờ hoàng đạo trong ngày mùng 1 Tết Giáp Thìn 2024 gồm 23 giờ đến 1 giờ và 11 giờ đến 13 giờ. Đại an, mọi việc đều tốt lành, cầu tài đi hướng Tây Nam, nhà cửa yên lành, người xuất hành đều bình yên. 7 giờ đến 9 giờ và 19 giờ đến 21 giờ, tiểu cát, rất tốt lành, đi thường gặp may mắn, buôn bán có lời. Phụ nữ có tin mừng, người đi sắp về nhà, mọi việc đều hòa hợp, có bệnh cầu sẽ khỏi, người nhà đều mạnh khỏe. 1 giờ đến 3 giờ và 13 giờ đến 15 giờ, tốc hỷ, vui sắp tới, cầu tài đi hướng Nam, đi việc gặp gỡ các quan nhiều may mắn, chăn nuôi đều thuận lợi, người đi có tin về. Căn cứ vào đó, bạn có thể chọn các khung giờ để đi sông đất hoặc nhờ người tới sông đất nhà mình anh chị nhé. Tiếp theo là cách hóa giải theo phong thủy phi tinh cho tuổi Mậu Ngọ sinh năm 1978, cuối năm 2023. Theo dõi tổng quan tử vi 2023 của tuổi Mậu Ngọ, con giáp này xung thái tuế nên hung nhiều hơn cát, sự nghiệp khó thăng tiến bởi bị chèn ép, có thể phải thay đổi chỗ làm hay vị trí làm việc, tiền bạc kiếm được nhưng cũng không sung túc lắm do liên tiếp gặp tai họa về thân thể, còn bị kẻ gian lừa gạt tiền bạc nữa, làm lụng cực khổ mà tiền mất trong chớp mắt, chuyện tình cảm không có nhiều tín hiệu khởi sắc, sức khỏe cũng sa sút, dễ mắc bệnh tật, ốm đau. Theo dõi phong thủy phi tinh 2023, ngũ hoàng sát tinh bay về phương chính đông, nếu không kiểm soát tốt phong thủy ở vị trí này, rất có thể sẽ gây nguy hiểm cho cả gia đình. Khi liên tục gặp phải những chuyện ngoài mong muốn, tai nạn hung hiểm đáng sợ, chẳng những ảnh hưởng tới sức khỏe, hung tinh này còn có thể tác động xấu đến công việc, tình cảm hay tiền bạc của bản mệnh. Vì thế, nếu cửa chính, cửa các phòng hay chỗ ngồi, giường ngủ ở vị trí này thì phải đặc biệt cẩn thận, nếu có thể thay đổi vị trí thì nên thay đổi vị trí, nếu không có thể đặt tượng kỳ lân phong thủy ở phương chính tây để thúc vượng hỉ khí, nhờ hỉ thần xua tan bớt những sát khí tối tăm. Mệnh chủ có thể đặt thêm tấm thảm màu đỏ ở góc chính tây trong nhà hoặc tăng lượng đèn ở đây, tạo độ phù hợp, có thể nhờ thế mà cải thiện tình hình sức khỏe của người sống trong nhà. Quý vị thân mến, phong thủy nhà ở cũng luôn là một vấn đề mà bất cứ ai cũng đều quan tâm trong quá trình xây dựng thiết kế cũng như bố trí các gian phòng trong ngôi nhà của mình. Phong thủy nhà ở phù hợp được quan niệm sẽ giúp gia chủ đón may mắn tài lộc, đồng thời ngăn chặn những nguồn năng lượng xấu xâm nhập. Theo phong thủy, tuổi Mậu Ngọ sinh năm 1978 được cho là tạm sung sướng về hậu vận, tức đến khoảng thời gian nửa cuối đời có cuộc sống sung sướng. Thế nhưng trong công việc làm ăn dễ có nhiều sóng gió, lận đận, thậm chí đổ vỡ vì nóng tính. Điều này thường xảy ra ở các mệnh nam nhiều hơn so với nữ. Tuy nhiên, nếu biết cách hóa giải và kìm hãm, những vận đen này sẽ mang lại nhiều may mắn, an lành cho gia chủ tuổi Mậu Ngọ. Nhắc đến phòng khách thì đây là nơi mà tụ nhiều vượng khí và cần có nhiều vượng khí nhất. Bởi vậy, bạn thường thấy phòng khách được đặt được chính giữa căn nhà. Việc sắp xếp những nội thất trong phòng khách cũng là một điều gia chủ tính toán rất kỹ lưỡng. Chúng cần được sắp xếp gọn gàng và những vật mang lại may mắn cho gia chủ, mang lại nhiều điều tốt đẹp, cũng cần được cân nhắc một cách cẩn thận. Theo phong thủy học, có 4 hướng tốt, có thể lựa chọn cho phòng khách theo 4 hướng này. Những gia chủ tuổi Mậu Ngọ thì lựa chọn cho mình 4 hướng sau đây: Bắc, sinh khí, thu hút tài lộc, danh tiếng, thăng quan phát tài; Đông, diên niên, cải thiện sức khỏe, trường thọ; Nam, thiên y, cải thiện sức khỏe, trường thọ; Đông Nam, phục vị, củng cố sức mạnh tinh thần, mang lại tiến bộ của bản thân, may mắn trong thi cử. Cần chú ý những yếu tố tương phối môn mệnh hợp với hướng chính là hướng Bắc của ngôi nhà hay không. Với trường hợp này thì bạn hoàn toàn hợp với hướng Bắc, nên bạn có thể lựa chọn cho mình hướng phòng khách phù hợp với ngôi nhà của bạn nhé. Cần lưu ý rằng phòng khách nên được thiết kế đặt ở phía trước ngôi nhà, gần cửa ra vào, vì đây là vị trí thích hợp để lưu thông và tích tụ vượng khí nhất trong căn nhà của bạn. Màu sắc là yếu tố rất quan trọng trong việc trang trí phòng khách cho tuổi Mậu Ngọ, bởi nó ảnh hưởng đến tài vận, cũng như thể hiện được tính cách của gia chủ. Những gam màu trung tính và tươi sáng sẽ mang lại một hiệu ứng rất êm dịu và thoáng đãng và trang nhã.
Với tuổi Mậu Ngọ nên chọn màu hồng phấn, vàng chanh hoặc xanh nhạt, những màu sắc này sẽ tạo cảm giác mát dịu cho phòng khách của bạn. Với Mậu Ngọ mệnh hỏa là màu đỏ, tím, hồng, tượng trưng cho sự tương sinh, màu vàng, nâu là tượng trưng cho mệnh thổ. Thổ sinh hỏa hợp mệnh, lưu ý để tránh những điều rủi ro không đáng có, không may mắn trong cuộc sống. Bạn không nên lựa chọn những màu bản mệnh của mệnh thủy, xanh dương, đen và kim, trắng, bạch kim, bởi trong ngũ hành tương khắc thì mệnh thủy khắc hỏa và hỏa khắc kim. Trần nhà luôn đóng một vai trò quan trọng trong thuật phong thủy phòng khách, trần cần có màu sáng, sẽ tạo cảm giác không gian rộng rãi thoáng mát. Nhưng với sàn nhà bạn nên lựa chọn cho mình màu đậm hơn, có thể thiết kế theo kiểu cổ xưa, trời nhẹ đất nặng sẽ giúp mang nhiều tài lộc đến cho gia chủ. Đặc biệt, cần chú ý rằng sàn nhà bạn nên thiết kế bằng phẳng, nhưng tránh trơn trượt, điều này sẽ khiến các thành viên trong không an toàn. Thậm chí có thể khiến của cải vận may trơn tuột hết ra ngoài mà bạn không nắm giữ được. Ánh sáng quan trọng trong trang trí phòng khách cho người tuổi Mậu Ngọ, nên thiết kế phòng khách thông thoáng, ngập tràn ánh sáng tự nhiên nhằm đảm bảo sinh vượng khí cho ngôi nhà. Vậy để thuận phong thủy, tránh để phòng khách u tối, thiếu ánh sáng mặt trời, ánh sáng giúp thay đổi phòng khách cho tuổi Mậu Ngọ. Khi thiết kế cửa chính và cửa sổ cho phòng khách nên để độ rộng tối đa, phù hợp với kích thước phòng khách là tốt nhất. Ánh sáng giúp tăng cảm giác tích cực hoạt động, giúp sức khỏe của các thành viên trong gia đình được tốt hơn, đem đến thịnh vượng và giúp cho phòng khách thêm rực rỡ. Ánh sáng tự nhiên luôn được ưu tiên đầu tiên bởi nó chính là nguồn khí thiên nhiên khó thay thế, góp phần giảm độ ẩm, giữ căn phòng được khô và thoáng mát. Quý vị thân mến, theo quan điểm của Phật giáo, tiền bạc bản thân cũng có ẩn chứa luật nhân quả, nhìn nhận một cách đơn giản, khách quan, thì luật nhân quả về tiền tài chính là khi biết tu phúc, hành thiện tích đức, phúc báo và tiền tài đều sẽ theo đó mà đến như nước, những cách tạo phước đức theo lời Phật dạy. Đầu tiên, hiếu thảo với cha mẹ, chẳng cần phải làm điều gì xa xôi, điều trước tiên Phật dạy chúng ta muốn sống tốt và đạo đức thì phải biết cung kính, hiếu thảo với ông bà cha mẹ, vui vẻ, thuận thảo với anh chị em, hòa hợp với bà con cô bác láng giềng bằng cách yêu thương, giúp đỡ lẫn nhau trong tình cảm sâu sắc của nhân loại. Trong trăm điều thiện, trước hết là hiếu thuận, hiếu kính với cha mẹ. Hiếu thuận không chỉ là hồi báo công ơn cha mẹ sinh thành dưỡng dục mà còn vâng theo tầm nguyện của cha mẹ. Để đấng sinh thành vui lòng, trong trời đất đối với con cái, cha mẹ là quan trọng nhất. Hiếu kính với cha mẹ là việc tích đức đơn giản, nhưng tốt đẹp còn hơn cả cầu thần bái Phật. Nếu không hiếu thảo với cha mẹ thì thành công cũng chỉ để bỏ đi, tích đức từ đôi tay, mỗi người đều cần tiếng vỗ tay của người khác, bởi vì ủng hộ, khen ngợi người khác là điều cần có ở mỗi người, bởi vậy, chúng ta cần chú ý học cách ca ngợi, vỗ tay tán thưởng người khác, không biết vỗ tay khen ngợi người khác, thì đời người thực sự quá nhỏ hẹp, cho người khác tiếng vỗ tay, kỳ thực là cho chính bản thân mình, đôi khi cho đi nhận lại thực ra chỉ đơn giản là như vậy bạn ạ. Lòng khoan dung, không thể khoan dung người khác, có thể là bởi vì lòng dạ của mình còn quá nhỏ hẹp. Dùng khoan dung có thể kể biến một con người lầm lỗi. Người có lòng khoan dung sẽ dễ dàng chiếm được lòng người khác. Hãy học cách tha thứ khuyết điểm của người khác. Đôi lúc một quan hệ tốt đẹp là từ nhẫn mà sinh ra đấy. Bố thí, Đức Phật dạy có 3 loại bố thí. Chúng ta có thể thực hiện bố thí, tài, tiền bạc, bố thí, pháp, giảng pháp cho mọi người. Bố thí, vô úy ăn chay, giới cấm không sát sinh. Khi hiểu được cần bố thí như thế nào đó chính là tu phúc. Cho dù trong đời này bạn không thấy được kết quả, nhưng tương lai chắc chắn sẽ được phúc báo tốt lành. Tuy nhiên, có một nguyên tắc rất quan trọng trong khi bố thí chính là bố thí trong phạm vi năng lực của bản thân mình. Ngay cả lúc tay không, ta vẫn có thể bố thí. Có khi chỉ là một nụ cười nho nhỏ, lời hỏi thăm sức khỏe, hay một tiếng chào thân ái. Như vậy đều đã là bố thí, đều đã tạo một cơ sở phúc báo cho chính mình vậy. Từ lời nói cần phải thể hiện sự khoan dung độ lượng đối với người khác. Một lời khen ngợi đúng lúc có giá trị ngàn vàng. Ví như lời nói thẳng, ta có thể chuyển sang cách nói vòng, nói giảm, nói tránh một chút, với lời nói lạnh như băng, hãy hâm nóng lên một chút trước khi nói, vì thế đừng thích gì nói nấy, phải nghĩ kỹ trước khi nói. Cứu người khi gặp người bị nạn, gặp khó khăn, rơi đồ xuống đường, nên đến giúp đỡ, nếu ta bỏ đi thì ắt về sau sẽ gặp quả báo, nhìn thấy những đoạn đường hư, lở, chúng ta nên mở lòng bồi đường đắp lộ để cho nhiều người đi qua được bình an, phúc đức từ việc biết lắng nghe, người xưa có câu. Nhìn nhiều, nghe nhiều và nói ít, người biết lắng nghe thường được lòng người khác, bởi lắng nghe là một cách lấy lòng người khác tốt nhất. Hóa giải hận thù, cuộc sống khó khăn, nhiều người hay nói lời cay độc, nhưng đó là cách họ thể hiện, còn cách cư xử với điều đó hoàn toàn phụ thuộc vào bạn. Ngay cả khi ai đó xúc phạm, hãm hại bạn, thì hãy điềm tĩnh đối đãi một cách thiện lành nhất, biết đâu nhờ những tai ương mà người ta mang tới,
lại giúp bạn khám phá nhiều hơn về bản thân, hiểu thêm về điểm mạnh, điểm yếu của mình. Vậy thì tội gì mà nuôi sự hận thù, vì dù chỉ giữ một chút hận thù, không những không tiêu trừ được nghiệp lực, mà nó sẽ càng nặng hơn lên. Khi bạn đã đủ hiểu mình, hiểu đời, thì dù bị sỉ nhục, hãm hại hãy cố giữ tâm không oán thù. Lòng lương thiện, lời Phật dạy về phước đức chắc chắn không thể thiếu lòng lương thiện. Càng lớn tuổi bạn sẽ càng nhận ra rằng không cần phải đe nạt, không phải ép buộc ai. Bạn chỉ có thể thu phục lòng người bằng sự lương thiện của mình. Sự lương thiện của bạn được người khác cảm nhận rất rõ, thậm chí bạn có thể thuần hóa được cả những kẻ có dã tâm. Thực ra trong một con người luôn có mặt tốt và mặt xấu, và người xưa nói quả không sai, đi với bụt mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy. Khi người có dã tâm ở bên bạn, họ cũng trở nên hiền lành đến kỳ lạ, tặng người đóa hoa hồng, tay còn vương mùi thơm. Con người sống trong thế giới này, điều cuối cùng cần làm là xứng đáng với trái tim của chính mình. Phẩm chất quan trọng nhất của một người là thiện lương. Người sống theo cách này, lòng an ổn lạ thường, không sợ đất sợ trời. Trong xã hội này, bạn ăn nhiều quả đắng, chịu đựng mệt mỏi, vậy thì đừng nên để những người bên cạnh mình phải chịu đựng điều tương tự một lần nữa. Làm người cố gắng giữ tấm lòng thiện lương, xã hội này sẽ càng tốt đẹp hơn. Nếu chúng ta loay hoay với cuộc sống riêng, không có sự quan tâm, sẻ chia, chỉ lo lắng về bản thân, xã hội này sẽ trở nên thờ ơ, lạnh nhạt. Khi giúp đỡ người khác, bạn cũng đang giúp đỡ chính mình, tìm về nhiều niềm vui. Tục ngữ nói, tặng người đóa hoa hồng, tay còn vương mùi thơm. Cuộc sống là một quá trình tương tác qua lại. Những gì bạn cho đi đều sẽ nhận lại tương ứng. Trong cuộc sống hàng ngày, bạn đối nhân xử thế bằng tấm lòng thiện lương, tự nhiên đối phương cũng sẽ cảm nhận được sự chân thành của bạn, rồi báo đáp bằng sự tích cực. Lòng người đều là như thế, bạn đặt người khác trong tim, người khác cũng chừa lại chỗ đứng của bạn trong lòng họ. Lắm lúc, bạn giúp đỡ người khác cũng chính là đang tự cứu lấy mình. Vòng tròn xã hội là một chuỗi trao đổi giá trị, có qua có lại, cán cân thăng bằng thì đôi bên thỏa lòng vui vẻ. Nhưng một khi cán cân bị lệch về một phía thì ắt mâu thuẫn triền miên, mối quan hệ tan vỡ. Chúng ta sống ở đời khó tránh khỏi phiền toái và khó khăn, nếu có thể giúp đỡ thì hãy giang tay cứu lấy, âu cũng là đang tích đức hành thiện cho bản thân. Lương thiện không cầu báo đáp, trên thực tế, mỗi người chúng ta sẽ gặp những lúc trông chênh trắc trở, cũng bị giông tố làm cho ướt sũng lạnh tanh. Nhưng người chân thành thiện lương thật sự, cho dù bản thân bị ướt cũng sẽ nguyện lòng che ô cho người khác, tự bản thân chịu thiệt, không nhẫn tâm nhìn thấy người khác mệt mỏi. Thật vậy, người lương thiện thường bị đánh giá là ngu ngốc, không biết sống cho chính mình, để bản thân chịu khổ, chịu thiệt. Cũng là một loại ngu ngốc, nhưng ít nhất bản thân không bị áy náy, không hối hận, không khó chịu. Đôi khi nhiêu đây cũng đủ là lý do để một người sống hiền lành, tốt bụng. Lòng tốt thật sự là có thể thấu hiểu người khác, đặt bản thân vào vị trí của đối phương để suy nghĩ, tôn trọng lẫn nhau. Có lẽ nhiều người sẽ hỏi rằng, nếu lương thiện mà không được báo đáp, vậy thì ta sống bằng cái gì? Một thứ mà bạn có thể không nhận ra, đó là chính mình. Cái tôi đầy giá trị là sự vỗ về con tim, niềm vui và hạnh phúc. Hãy nghĩ thử xem, nhìn thấy cô bán hàng rong bị vấp ngã bên đường, đồ đạc văng tung tóe, bạn chạy đến giúp đỡ. Nhìn thấy họ đỡ nhọc nhằn, họ mỉm cười vì được người dưng bao dung và quan tâm, bạn có thấy vui trong lòng không? Không cần hành động lớn lao, một cử chỉ quan tâm nhỏ đôi khi cũng đủ khiến người khác vui vẻ cả ngày. Đây chính là một loại lương thiện. Bất kể có đạt được kết quả hay không, hãy lan truyền lòng tốt trong cộng đồng. Người khác thấy bạn sống biết quan tâm, họ cũng làm theo. Dù cho có thể cũng chẳng được mấy ai, nhưng vài ba người tiếp bước trái tim lương thiện đã là quá đủ. Quý vị thân mến, vừa rồi Minh Đường Tử Vi đã chia sẻ tử vi cuối năm 2023 dành cho tuổi Mậu Ngọ sinh năm 1978. Hy vọng rằng với những thông tin mà chúng tôi vừa chia sẻ trên đây sẽ giúp cho quý vị có cái nhìn tổng quan hơn về vận trình công danh, sự nghiệp, sức khỏe và gia đạo của mình. Nếu quý vị nào muốn được tư vấn riêng thì quý vị vui lòng để lại thông tin họ tên, ngày tháng năm sinh, giới tính và vấn đề cần giải đáp ở bên dưới phần bình luận của video này. Ban biên tập chương trình sẽ tư vấn cho quý vị và các bạn trong thời gian sớm nhất. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi và lắng nghe đến hết luận giải của Minh Đường Tử Vi. Mong rằng những dự báo trên có thể giúp quý vị thật nhiều niềm vui và thành công trong cuộc sống. Minh Đường Tử Vi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.